Xin chào quý vị và các bạn. Mưa rông Bắc Bộ đã qua giai đoạn cao điểm. Đêm qua và sáng sớm nay, mưa chỉ còn rải rác, lượng mưa từ 15 cho tới 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Tuy mưa giảm, nhưng mưa lớn vừa qua khiến nền đất ngậm no nước bở nhão. Do vậy, người dân khu vực vùng núi vẫn cần hết sức đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá nguy hiểm. Từ trưa chiều nay, trời sẽ có nắng trở lại, nên nhiệt độ trong ngày tăng lên ngưỡng 31 đến 34 độ. Dự báo từ ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng nên nhiệt độ sẽ tăng dần. Nắng nóng có khả năng xảy ra. Riêng phía Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Với miền Trung, từ hôm nay vùng thấp nóng phát triển lại kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên suốt dọc từ phía Nam Thanh Hóa trở vào tới Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 cho tới 37 độ. Vùng tâm nóng tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao 37 đến 38 độ. Dự báo từ ngày 12 tháng 6 trở đi, nắng nóng sẽ còn tăng hơn nữa, nhiều nơi còn nắng nóng gay gắt. Xu hướng giảm mưa cũng diễn ra với Tây Nguyên và Nam Bộ bởi gió mùa Tây Nam giảm yếu. Chiều tối nay tại khu vực Tây Nguyên có mưa rải rác, còn Nam Bộ thì vẫn có mưa nhiều nơi, mưa vừa, mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ. Nền nhiệt trưa chiều nay tại khu vực Tây Nguyên duy trì trong ngưỡng 29 đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết cho hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hôm nay tại hai huyện đảo của nước ta đều phổ biến gió Tây Nam đạt mức cấp 4 đến cấp 5, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Mưa ở Bắc Bộ đã giảm dần. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, xác suất mưa vẫn còn cao là trên 70%, nhưng ít có khả năng mưa to. Từ trưa chiều nay, nắng sẽ nhiều hơn, nhiệt độ cũng trên đà tăng lên, cao nhất ngày là 33 đến 34 độ. Dự báo từ ngày mai, nắng nóng có khả năng xảy ra tại Bắc Bộ và cả Hà Nội với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Đến với thành phố Đà Nẵng, trời phổ biến nắng nhiều, ít mưa với xác suất mưa thấp chỉ dưới 45%. Trưa chiều nay vẫn xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 36-37 độ. Quý vị nên hạn chế ra ngoài trời nắng để đề phòng cảm nắng và say nắng. Với thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối nay vẫn có khả năng xảy ra mưa rông, xác suất mưa là hơn 70%, còn từ giờ đến 15 giờ, trời có nắng, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đạt ngưỡng 34 độ. Từ đêm nay, mưa vừa mưa to tại Bắc Bộ sẽ giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Đông Bắc, lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Do mưa lớn, nền đất đã ngậm no nước, nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, người dân cần chú ý đề phòng. Từ ngày 11 tháng 6, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, nên nhiệt độ sẽ tăng dần. Từ khoảng ngày 12 đến 14 tháng 6, nắng nóng xảy ra,
Riêng phía Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Với khu vực Trung Bộ, thời tiết trong ngày mai 11 tháng 6, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Từ ngày 12 tháng 6, nắng nóng sẽ gia tăng hơn, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi còn trên 39-40 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ và từ 31 đến 34 độ với khu vực Nam Bộ. Trên biển khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong 3 hôm tới, cường độ gió Tây Nam đều mức cấp 4 đến cấp 5, sóng biển cơ bản là thấp dưới 2 mét, biển lặng, mưa rông thì cũng không còn nhiều nên tầm nhìn xa luôn trên 10 km. Thời tiết cơ bản là thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, từ ngày mai 11 tháng 6, gió Tây Nam giảm xuống cấp 4 đến cấp 5, độ cao sóng biển là tại hai khu vực này dưới 2 mét rưỡi. Mưa rào và dông cũng sẽ giảm xuống, chỉ còn xảy ra mức rải rác về chiều và tối. Thời tiết cũng sẽ chuyển tốt trở lại. Thank you.